Chị ơi, trong cái thời gian mà chị tập yoga huấn luyện viên về đến bây giờ, trong cái thời gian đấy thì chị chăm sóc được bao nhiêu bạn viên của mình không? Chị từ lúc ban đầu thì được khoảng 3-4 học viên, và chị cũng chỉ nghĩ rằng là chắc khả năng là chị cũng chỉ như vậy thôi, nhưng mà chị thấy thì chị dạy một thời gian thì yoga rất là tốt, nên là học viên của chị càng ngày càng đông. Bây giờ là có chị có gần 100 học viên. 100 học viên rồi. Rồi, rất là tuyệt vời. Sau bao nhiêu thời gian chị? Chị dạy bây giờ chắc chỉ được 2 năm. 2 năm. Bắt đầu từ là 3 năm, nhưng mà 1 năm Covid đấy. 1 năm Covid nên là chính thức vào dạy thì bây giờ được khoảng là 2 năm. Vậy đấy. Trong vòng 2 năm chị Hằng dạy và huấn luyện chia sẻ kiến thức từ yoga thì hiện tại bây giờ đã được khoảng 100 học viên, và cái phòng tập rất là sạch sẽ, khang trang, mặc dù cũng không phải là trung tâm thành phố nhưng cũng không phải là trung tâm khu vực, đúng không? Cái phòng này, phòng nhà mình là rộng khoảng bao nhiêu vuông? Cái phòng của chị rộng 120m2. 120m2 và 120m2 thì những cái dịch vụ tập luyện và đại diện thể chất như này đấy, ngoại thành phố chính thì thường rất là phát triển, và đúng là bà cô các cô các chị các bà các cô ở đây thì là cũng không có nhiều cái vui chơi dịch vụ để chăm sóc các cô, có thể thì có rất nhiều cái dịch vụ là dành cho đối tượng là nhóm người là thanh niên trẻ tuổi, nhưng đúng là đây là một cái dịch vụ là rất là ý nghĩa và cũng có mục tiêu là chăm sóc sức khỏe, cái chủ đạo nhất thì mục tiêu rất là rõ ràng, và là cái sân chơi để chăm sóc sức khỏe của các cô người trung và cao tuổi. Thì cái nhóm, có cái nhóm người mà tập cái chị thì các cô tầm tuổi bao nhiêu là nhiều? Tầm từ 45 đến 70-75 tuổi. Đến 40 đến 75 tuổi. Tầm tuổi đấy thì là mọi người là tập được lâu và nhiều hơn. Còn thanh niên thì các bạn ấy là còn vướng bận con cái nên là cũng rất muốn đi tập nhưng mà không có thời gian. Nhưng mà thực ra là ở đây thì là mọi người tập thấy là tập yoga nó rất là hiệu quả. Như bệnh là đau vai gáy này, đau tiền đình này đấy, và đau xương khớp đấy, là mọi người là tập là mọi người thấy là rất là tốt, nên là cứ mọi người tự giới thiệu nhau. Chứ thực ra chị cũng không biết quảng cáo nhiều. Nên là mọi người tập hiệu quả là mọi người tự giới thiệu nhau đến. Chị Hương là chị là một trong những huấn luyện viên được rất chăm chỉ. Chị đi từ nhà đến văn phòng của gia đình mỗi ngày có lẽ là tập gần 40 cây số. Đúng rồi. Gần 40 cây số, và mỗi một ngày là tập ca vào buổi chiều, đúng không? Buổi chiều. Và cái công sức của chị bỏ ra thì đúng là đến bây giờ thì là không chỉ là cái cảm nhận tốt từ phía chị mà từ các cô, những chú tập luyện cùng với phòng tập của chị, và cái điều đấy được chứng minh bằng cái hiệu quả, chứ không phải là cái câu chuyện chỉ là để chia sẻ. Và đây là phòng tập của chị là chị mới xây dựng lại, như là tâm trí tĩnh lặng, tâm hồn khỏe mạnh, và thì cũng là rất là mong là chị chia sẻ cái này với các khu vực lân cận xung quanh để các cô chúng tôi hiểu điều kiện chăm sóc sức khỏe mình tốt hơn. Thì vừa rồi là cái bài rất là đơn giản thôi. Chị Nguyễn Hương thì Kim Toàn đã có những cái buổi khác tương tự các phòng khác cũng như với các từng tham gia hoặc huấn luyện viên tại những gần với phòng nhất. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Hẹn gặp lại mọi người ở trong những video chia sẻ những lần tiếp theo về phòng tập yoga. Cảm ơn thầy rất là nhiều đã có thầy chị đi có ngày nay. Cảm ơn thầy rất là nhiều. Vô nhá. Trường nhá. 2 3 4 5 6 7